năm còn. Hảo tâm tác quái. Trái tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể con người, nhưng rất nhiều người lại không quan tâm nhiều đến sự khỏe mạnh của nó. Thật ra trái tim đã dùng rất nhiều cách để nói chuyện với chúng ta mỗi ngày. Ví dụ như nó đột nhiên nhảy loạn xạ như một đứa trẻ phá phách, hoặc như một cậu bé ngang bướng tự hành hạ mình khiến bạn thấy hơi đau. Thật đáng tiếc, đa số chúng ta thường hay lơ là, không để ý đến dấu hiệu được báo trước này, và cũng không lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Vậy tiếng nói của trái tim là gì? Ngoài việc có được sức khỏe ra, còn có gì nữa? Là sự hài lòng sao? Thật ra, những lời bạn nói ra có thực sự là những suy nghĩ trong trái tim không? Làm sao mới có thể thấu hiểu được trái tim con người? Và làm sao để những tâm địa xấu xa tìm lại được lương tâm mà họ đã đánh mất? Chào buổi sáng ông Phương. Như cũ đi nghe. Dạ. Chào buổi sáng sư phụ thượng. Chào buổi sáng ông Phương. Dạ. Ông Phương, ông kêu tôi tới đây làm gì vậy? Hàng nhà đất, tôi cho ông bao nhiêu mối làm ăn ngon lành mà ông tắm hơi massage không bao giờ mời tôi làm sao vậy? Ông Phương, ông đừng giỡn với tôi mà. Ông là đại ca, mấy chỗ mà đám tế priêu như tôi tới đâu có hợp với ông đâu. Ông cũng biết phân lớn nhỏ hả? Ông Phương à, ông là chủ mà tôi kính nể nhất. Nè, ông đi tắm hơi massage, sao không cậu râu? Làm sao đi làm ăn đi, để tôi giúp cho nghe. Dạ không cần, không cần. Đừng có nhúc nhích. Không cần. Đừng nhúc nhích. Lỡ như trượt tay, cắt phải cổ họng ông thì tiêu. Đừng mà. Kêu ông thu mua nhà làm tới đâu rồi? Gần xong rồi. Có thật không? Thật mà. Cái tiệm bán bánh trứng ở dưới lầu nhìn chướng mắt quá. Sao có nấn ná hoài vậy? Không, đang bạc bạc. Tôi là nhận được tin, bởi vì ông muốn kiếm chắc nên cái tiệm bánh trứng đó tụi nó chê rẻ không chịu bán. Em không có chuyện đó đâu. Tôi có thể thề với trời đất mà tôi nói thiệt. Vậy đó. Thì không cần. Tôi cho ông làm là để ông kiếm tiền. Nhưng mà ông kiếm nhiều hơn tôi thì tôi đau lòng lắm, ông biết không? Đau đến muốn giết ông luôn thì không hay cho lắm nha. Mau giải quyết cho tôi đi, biết chưa? Nếu không thì kế hoạch thành phố không ngủ phải làm sao đây? Dạ. Đừng có sợ, tôi không biết cạo râu đâu. Sư phụ thượng. Dạ. Không cần sợ. Dạ. Tôi không có giành mối của ông đâu. Mối làm ăn này để ông làm. Dạ, cảm ơn ông Phương. Có gì đâu. Dạ.
Alo. Ông xã, cạo râu xong rồi thoải mái rồi phải không? Ừ. Nếu còn thời gian hay là đi tập thể dục đi. Được rồi. Anh đó tối ngày chỉ biết lo làm ăn thôi, tiền kiếm không hết đâu. Có nhớ bác sĩ nói gì không? Anh phải nghỉ ngơi tập thể dục, sức khỏe mới tốt được. À phải rồi, có mang theo đồng hồ đo nhịp tim em tặng cho anh không vậy? Nhớ nha, nếu nhịp tim đập quá nhanh phải nghỉ ngơi một lát đó. Bà xã, anh thấy là bệnh nghề nghiệp của em ngày càng nặng đó nghe. Anh nói đi đâu vậy chứ? Anh tự nói mình thôi mà. Cứ khám bác sĩ tới nỗi cưới được cô y tá giỏi nhất luôn. Đương nhiên cũng phiền chứ. Không nói với anh nữa đâu. Em chặt tìm cá, chừa cho em con cá biển. Anh đợi lát nữa ăn canh cá nha. Bà xã, anh nói với em rồi, mấy cái chuyện nặng nhọc đó cứ giao cho người làm. Em đâu cần phải đích thân làm mệt vậy. Anh biết tính em mà, việc gì cũng thích tự làm thôi. Anh biết. Hễ anh thấy vui thì em cũng vui chứ gì. Hả, nè, có chuyện gì bà xã? À, không có gì, em đang lái xe thôi mà, cúp máy nha. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi. Anh lái xe phải chú ý xe cộ qua lại chứ. Cũng may là chỉ đụng phía sau xe, nếu đụng phải người thì làm sao. Cũng không có gì, anh ghi lại họ tên, địa chỉ, điện thoại, chứng minh nhân dân cho tôi đi. Chiếc xe này tôi sẽ đưa tới tiệm sửa xe. Tôi nghĩ chắc khoảng 50.000 đó. Đây là danh thiếp của chồng tôi, anh sẽ cho người gọi anh, hay là anh cũng có thể gọi cho ảnh. 50.000? Sao mà xui xẻo vậy? Đừng phải xe vợ chủ tịch tập đoàn. Chị có sao không? Ờ, tôi không sao. Nếu không sao, tôi đi xem người bị thương trên xe. Ừ. Ê nè, cảm ơn cô đã cứu tôi. Không có gì. Alo, 999. Madam, cảm ơn. Không có gì. Tay của cô bị trầy rồi, hay là tới bệnh viện khám đi. Bệnh viện? Khám cho yên tâm nữa mà. À, xin lỗi. Sao hả bác sĩ Diêu? Chà, bà Đàm Nguyễn, sao gọi anh như vậy? Chắc là tối qua lại đạp xe không ngủ rồi. Anh đúng là bác sĩ khoa tim nói nhiều nhất đó. Sao hả, phẫu thuật thuận lợi không? Rất thuận lợi. Nè, hay quá. Bây giờ anh đang nhìn thấy một đám mây hình mặt cười. Em đang ở đâu? Chỗ em có thấy không? Chỗ em không có mây, trời âm u, lại mưa lâm râm nữa. Vậy à, không sao đâu, lần sau mình cùng xem. Cũng được. Bye bye. Bệnh nhân giường số 4 15 năm trước cũng từng làm phẫu thuật bắt cầu. Bây giờ ba chiếc cầu bị nghẽn, bên trong cơ thể có rất nhiều tụ máu. Nếu bây giờ phẫu thuật thông mạch máu nữa thì chúng ta cần đặc biệt chú ý điều gì hả bác sĩ Đường? Dùng Rotalito phá vỡ tụ máu, sau đó tiến hành phẫu thuật nối lại mạch máu. Cậu nói thật chứ? Thật ra sau khi bắt cầu xong, tĩnh mạch trở nên rất mỏng, rất dễ bị đâm thủng. Ừ. Nếu như lại tạo hình mạch máu nữa, chúng ta có thể đặt thêm basket ngăn các tụ máu có cơ hội thoát ra ngoài. Sau khi phẫu thuật xong rồi thì lấy basket ra, như vậy an toàn hơn. Tốt. Thật ra bác sĩ Đường cũng từng làm phẫu thuật này cùng em. Có thể cậu ấy chỉ muốn nói đùa để mọi người đỡ phải căng thẳng thôi. Thôi đi, cậu không cần nói giúp cậu ta. Vì cậu ta nói chuyện đâu có bao giờ chịu nghĩ trước. Thật ra trước khi em điều trị cho bệnh nhân, em chắc chắn phải suy nghĩ rất kỹ.
Bởi vì thầy chưa từng là bệnh nhân của em nên không nhìn thấy mặt này của em thôi. Bác sĩ Đường à, không biết sao hồi đó tôi lại cho cậu đậu. Nhưng mà tôi có cậu học trò như cậu chưa bị chọc tức cho chết, chứng tỏ tim tôi rất là khỏe mạnh. À, thầy à, mấy ngày nữa là sinh nhật của thầy, thầy định tổ chức thế nào? À, phải rồi, xém chút nữa qua sinh nhật của thầy rồi. Thầy muốn em với bác sĩ Diêu tặng quà sinh nhật gì cho thầy đấy? Món quà sinh nhật lớn nhất tôi cần chính là sau này không cần làm nữa, có thể giao lại cho thế hệ sau các cậu tiếp tục làm tốt công việc của tôi. Vậy là tôi yên tâm giao bệnh nhân cho các cậu. Đây chính là quà sinh nhật lớn nhất dành cho tôi đó. Chào ông Phương. Chào ông Phương. Chào ông Phương. Xếp hàng đi. Ông Phương à, trong cuộc họp lần trước ông có nói về kế hoạch thành phố không ngủ, ông muốn đổi nhân viên thiết kế. Tôi đã đổi nhân viên thiết kế cho ông rồi. Anh ta sẽ đích thân vẽ bản thiết kế, sau một tháng nữa có thể giao thiết kế sơ bộ. Nói lại lần nữa. Ông muốn tôi lặp lại câu nào ông Phương? Cậu có biết thời gian là vàng bạc hay không? Tôi cho cậu thời gian nửa tháng, cậu phải giao ra bản thiết kế hoàn chỉnh. Cậu có hiểu chưa? Dạ tôi hiểu rồi. Ben. Buổi biểu diễn thời trang vào tuần sau chúng tôi đã lo xong rồi. Tiếp đó tôi định tổ chức cuộc thi đấu vật cho người mẫu. Cuộc họp lần sau tôi sẽ đưa cho ông bản kế hoạch. Còn về cuộc thi đấu vật đó thì thực ra chúng ta có thể thu nhận thêm nhiều người mới, cũng có thể tăng thêm danh tiếng cho công ty, còn có thể thu thêm lợi nhuận từ tiền bán vé nữa đó. Ok, tốt. Tìm thêm cho tôi vài ngôi sao, làm cho hoành tráng lên. Nhất định phải có hiệu ứng tốt. Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi biết rồi ông Phương. Tháng này thì thành tích của phòng giao dịch giảm xuống 1%. Tới 1% lận đó. Tôi muốn có cách giải quyết. Cách giải quyết là cách giải quyết đó. Ông Phương, thật ra tôi đã nghĩ ra được cách để giải quyết rồi. Tôi sẽ nhằm vào một số bậc phụ huynh dễ dãi hiện nay, cho con cái rất nhiều tiền tiêu vặt. Cho nên phòng giao dịch định sẽ đưa ra một kế hoạch tài chính trẻ em với tiền lời thật là thấp. Cái gì? Tôi cho anh nói lại lần nữa. Ông Phương, bây giờ thị trường vay tiền của sinh viên và thanh niên cạnh tranh rất là dữ dội. Tôi muốn được nghe ý kiến của ông về việc mở rộng thị trường mới. Não của anh bị liệt rồi sao vậy? Con nít không đi làm thì lấy cái gì trả tiền? Kêu tụi nó đi làm bảo mẫu xong rồi đem tiền quăng xuống biển hay sao? Não của anh bị nhũng rồi hả? Ồ, tôi nghĩ ra rồi. Bắt mẹ của đám trẻ con đó tên Nai sai đồ làm tiếp viên đi. Rồi làm cái gì đi? Tối nào cũng ăn chơi cho đã. Bùm chát chát, bùm chát chát, bùm chát chát, bùm. Có phải vậy không? Não của anh bị liệt rồi hả? Con nít không đi làm thì lấy cái gì trả tiền? Nói ngay đi. Cuộc họp lần sau tôi muốn anh nói ngay bây giờ. Ông xã. Bà xã, có chuyện gì vậy? Không có, nói anh biết, em mang cảnh tới cho anh. Đồng hồ reo rồi kìa. Anh đang tập thể dục hay đang họp vậy? Anh đang họp, nói hơi lớn tiếng thôi. Anh đừng đóng tính quá. Họ làm sao thông minh bằng anh được chứ. Anh mau ngồi xuống hít thở sâu. Sau đó thì làm gì? Anh biết, uống một chút nước. Chút nữa gặp nhau nghe. Quan quá. Bây giờ anh nói tiếp đi. Cái bản kế hoạch của ông Ken đúng là ngớ ngẩn. Cho con nít mượn tiền
Đúng là não có vấn đề mà. Anh đó đừng có nóng giận quá mà. Máy đo nhịp tim để ở đó lâu lắm rồi. Anh có muốn dùng thử không? Đừng có bắt anh xài nghe. Nè, bà xã, nhịp tim mạch đập tất cả bình thường. Có gì hay đâu chứ. Nè, uống canh đi. Cảm ơn. Coi chừng nóng đó. Ừ, không phải canh cá hả? Không có, tới đó thấy cá không tươi lắm cho nên không mua. Lần sau có cá tươi mới nấu cho anh uống. Ừ. Ngon quá đi. Sao vậy? Bệnh của anh nghiêm trọng nữa rồi. Anh có uống thuốc điều đặn không vậy? Không nhớ nữa. Anh thật đản trí mà. Nếu anh có chuyện gì em biết làm sao đây? Ê bà xã, bệnh của anh đã kéo dài lâu nay rồi. Em đâu cần căng thẳng gì. Lần đó nếu không nhờ cả bác sĩ hết, bây giờ không biết anh ra sao nữa. Còn kia em đừng lo. Nói cũng phải. Ông Phương, ông Phương, gọi xe cứu thương. Ông Phương à, ông sao vậy? Ông Phương, tôi là bác sĩ. Ông à, ông sao vậy? Ông đã mắc bệnh nghẽn mạch tim. Các mạch máu chủ yếu ở xung quanh tim của ông hầu hết đều bị nghẽn. Tôi sẽ phẫu thuật thông mạch máu cho ông. Ông xã. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ tới ân nhân cứu mạng của anh. Sắp tới sinh nhật rồi. Năm nào anh cũng tặng quà sinh nhật cho ân nhân. Năm nay không biết tặng gì đi. Yên tâm đi, em lo giùm anh rồi. Em đã tìm họa sĩ tranh sơn dầu giá chân dung cho bác sĩ hát tặng ổng làm quà sinh nhật. Ý kiến hay. Vậy được đó. Để người ta khỏi nói là chúng ta quê mùa. Tiểu Cát, em tới đâu rồi? Chuẩn bị xong hết rồi đó. Xin lỗi anh, em vừa mới bắt một tên tội phạm đang lấy lời khai của hắn. Em nghĩ tối nay em không tới ăn cơm được. Không sao đâu, làm việc quan trọng hơn. Làm việc đây, không nói chuyện nữa. Ok, nè, nhớ tìm gì ăn nha. Biết rồi, bye bye. Tiểu Cát, xong việc rồi à? Chắc là chưa ăn gì rồi. Anh có mua cho em nước trái cây và sandwich nè. Sao không gọi điện cho em trước? Sợ cản trở em làm việc. Nếu em làm cả đêm thì sao? Mua đồ ăn sáng. Khờ quá. Lên xe đi. Sao lại tốt với em như vậy? Em là bạn gái của anh mà. Anh cứ có một câu nói hoài à. Ok. Em xinh đẹp nè. Lại rất tốt bụng. Có lòng chính nghĩa. Rất nhiệt tình với công việc. Nếu gặp vụ án nào khó giải quyết, em có thể điều tra mấy ngày mấy đêm không ngủ. Nè. Bây giờ anh đang khen em hay là khiếu nại em hả? Anh chưa từng định khiếu nại em. Chỉ biết càng ngày càng yêu em, càng ngày càng ủng hộ em, càng ngày càng thương em. Ý. Em đừng có chê anh phiền, nghe anh nói đi. Anh là anh của em, không lẽ anh hại em sao? Anh không muốn em sống như vậy, lãng phí thời gian lắm. Vậy em muốn sao đây? Cái gì? Ngày mai em bay đi đâu? Nè.
À, cô à, xin lỗi cô. À, tôi có việc quan trọng, muốn gọi điện thoại, nhưng mà điện thoại tôi hết pin. Yên tâm đi, tôi không phải ăn cướp đâu. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Alo, anh đây. Anh không có tắt máy, điện thoại của anh hết pin rồi. Ngày mai em đi đâu? Cái gì? Phải đi bao lâu? Nè, à, cô à, cảm ơn. À, không có gì. Cảm ơn cô. Cãi nhau với bạn gái là chuyện nhỏ thôi. Đó là em trai của tôi. À, em trai tôi muốn chọc tức tôi mà. 30 tuổi cứ như diều nước dây, không biết đó bay đi đâu, chỉ biết làm cho người nhà phải lo lắng. Tôi nói nó có mấy câu thì nó lại nói tôi hại nó. Em anh đã lớn rồi, phải cho cậu ta chút riêng tư, không cần lo lắng đâu. Cảm ơn. À phải rồi, à, xưng hô thế nào? Tôi là Diêu Nhật Sơn. Huyện Tiểu Cát. Chào cô. Chỗ này xa như vậy mà đạp xe à? Đúng vậy, ở đây vừa đẹp vừa mát, buổi tối ngắm sao còn đẹp hơn nữa. Hèn gì em trai tôi suốt ngày trốn ở đây. Anh đi tìm em trai anh à? Đúng vậy. Dù sao cũng không tìm được em anh. Anh có rảnh không? Tôi dẫn anh đi coi quanh đi. Được thôi. Trời đã tối rồi đó, sao chúng ta không tìm đường ra đường lớn mà lại tới đây? Tôi tới bắt ma. Không phải ma đam nên bắt cướp sao? Lát nữa anh sẽ biết. Tối như vậy sao tắt đèn pin? Lát nữa anh sẽ biết. Đông đóm kìa. À, lâu rồi tôi chưa nhìn thấy đông đóm. Anh có cảm thấy mình giống như đang đứng giữa một bầu trời đầy sao lấp lánh không? Vậy anh có thấy vui hơn chưa? Có. Cảm ơn. Không cần khách sao? Đom đóm đẹp lắm phải không? Tiểu Cát à? Chúng ta kết hôn đi. Bây giờ chúng ta cũng rất tốt mà. Anh muốn tốt hơn một chút nữa. Em nghĩ đi, hai chúng ta bận rộn làm việc, suốt một tuần lễ cộng lại chỉ gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ. Kết hôn rồi có thể gặp mặt nhiều hơn, anh cũng có thể chăm sóc cho em. Như chúng ta mới yêu nhau có một năm thôi, anh đồn nóng muốn trói buộc em lắm mà. Nè, em còn muốn chọn lựa đó. Ok, coi như anh chưa nói. Nè, thất vọng lắm hả? Nếu anh nói không, em có tin không? Anh là bác sĩ khoa nội tim mạch, bệnh phức tạp tới đâu anh cũng tìm ra hết, nhưng không thể biết được tâm sự của em. Nếu như bây giờ có cái máy X-quang có thể chụp được tâm sự của em thì tốt quá.
Bác sĩ Diêu à, anh có từng nghĩ là nếu anh biết được tâm sự của em, chưa chắc là chuyện tốt không? Có thể sẽ làm anh... Mẹ bị cướp giết bỏ lại con gái. Bé gái đau khổ khi mất mẹ. Vũ nữ bị giết. Chẩn đoán lâm sàng, bệnh nhân tức ngực khó chịu, tay chân bị lạnh. Em nghi ngờ anh ta mắc một bệnh rất thường gặp. Đó là bệnh hẹp van động mạch chủ, đè ép động mạch nhỏ. Động mạch chủ có loại bệnh này chỉ có độ rộng bằng một nửa, thậm chí 1/3 động mạch chủ bình thường. Em nghĩ nên dùng phương pháp chữa trị đó là phẫu thuật theo ngoại khoa, cắt bỏ động mạch chủ bị hẹp này. Sau đó dùng tâm mạc của bệnh nhân hoặc mạch máu nhân tạo để tạo lại động mạch chủ. Nhưng mà những việc này là chuyên môn của khoa ngoại lồng ngực, cho nên em nghĩ nên giao bệnh nhân cho bên khoa đó theo dõi. Bác sĩ Diêu, có khi nào cậu nghĩ sẽ chuyển sang khoa ngoại lồng ngực không? Em vẫn chung thủy với khoa nội tim mạch. Không đâu, cậu thật sự có thể suy nghĩ chuyển tới khoa ngoại lồng ngực. Bởi vì như vậy chứng tỏ tôi giỏi hơn cậu mà. Alo. Alo, bác sĩ Hách, tôi là bà Phương nè. À, bà Phương có chuyện gì? Trong tôi thình lình cảm thấy tim đau nhói, còn khó thở nữa. Vậy bà gọi xe cấp cứu đi. Ông biết tính tình chồng tôi rồi, anh chỉ tin ông thôi. Ông tới khám đi. Vậy bây giờ bà đưa ông Phương tới bệnh viện ngay đi. Không được, bây giờ chân của anh bị phù thủng rất nặng, không tiện đi lại. Tôi đã kêu tài xế tới bệnh viện đón ông rồi. Không được đâu, nếu như cần phải cấp cứu, tôi vừa không có thuốc, vừa không có dụng cụ. Cho nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Làm phiền ông tới đây đi, chồng của tôi thật sự rất cần ông đó. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Ông Phương à, tôi là bác sĩ Hách. Bây giờ ông cảm thấy sao rồi? Ngực của tôi bây giờ thật sự rất là đau nè. Hơn nữa còn rất là khó thở nữa. Trời, mệt quá đi bác sĩ. Bác sĩ Hách. Alo men, cậu tới chưa vậy? Ông chủ sắp không chịu nổi nữa rồi. Quẹo trái nữa là tới bà Phương. Vậy ông đã uống thuốc chưa vậy? Uống rồi, đã uống được 5 phút rồi đó. Cậu biết tới chỗ nào ở bệnh viện đó bác sĩ Hách chưa? Dạ, tôi biết đón ông ở đâu rồi. Ông Phương à, ông đừng lo lắng quá. Ông thả lỏng tinh thần, kết thở sâu vào ngang. Vẫn còn khó thở, vẫn còn khó thở nè bác sĩ Hách. Bác sĩ Hách, bác sĩ Hách. Alo, ông Phương à. Ông Men, sao lại là cậu? Cậu cầm điện thoại của bác sĩ Hách hả? Đón được ông ấy chưa? Tôi nghĩ lần này không thể đón ông ấy tới được, bởi vì xe của tôi vừa mới đụng ông ấy. Hả? Xe của cậu đụng ông ấy? Từ ngày đầu tiên tôi chọn vào khoa nội tim mạch, bác sĩ Hách chính là thầy của tôi. Thật ra ông ấy không chỉ là thầy của tôi mà còn là người bạn tốt của tôi. Ông ấy thường nhắc nhở hậu bối chúng tôi, làm bác sĩ không chỉ phải giỏi chuyên môn mà phải có y đức, luôn đối xử tốt với tất cả các bệnh nhân và có lòng nhân ái đối với các bệnh nhân. Ông ấy thường hay nói rằng ông ấy không nhớ hết tên của những người ông ấy chưa khỏi bệnh, nhưng mà ông ấy chắc chắn không quên bệnh án của bệnh nhân qua đời. Bởi vì ông ấy muốn dùng các bệnh án đó để nhắc nhở mình, lần sau chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Ông ấy còn cổ vũ chúng tôi phải biến sự đáng sợ của cái chết thành sức mạnh để giúp đỡ nhiều người. Thầy à,
em cảm ơn thầy trước giờ đã dạy dỗ em. Tinh thần cứu người của thầy, chúng em sẽ ghi nhớ, chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy. Bác sĩ Hách là bác sĩ điều trị cho tôi. Chính bác sĩ Hách đã cứu sống tôi. Nếu như không có bác sĩ Hách, hôm nay tôi đã không thể đứng đây. Sở dĩ hôm nay tôi thành công như vậy hoàn toàn dựa vào quy tắc làm người. Đó là uống nước nhớ nguồn, đúng không? Chịu ơn người phải ghi nhớ để báo đáp, ok? Tôi có thể đứng đây xin thề, chỉ cần bác sĩ Hách vui vẻ, cho dù tôi bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không sao. Bức chân dung này của bác sĩ Hách tôi đã bỏ ra, nhưng mà tiền bạc thì không quan trọng. Để tránh mọi người nói tôi chỉ thích khoa trương, nhưng mà ít ra tôi đã dùng 7 con số đích thân tới Đại Lục mời một họa sĩ tới đây để vẽ nó. Tôi định tặng nó cho bác sĩ Hách làm quà sinh nhật. Nhưng mà tôi không ngờ bây giờ nó lại trở thành di ảnh của ông ấy. Bác sĩ Hách, tôi rất tiếc. Ở trong mắt Phương Tự Lực này, ông là bác sĩ tốt nhất. Tôi nhớ ông, tôi kính ông. Chào ông Phương. Chuyện gì? Hình như là tôi không quen cậu. Tôi là bác sĩ khoa nội tim mạch Dương Nhật Sơn. Danh thiếp của tôi. Các bệnh nhân của thầy tôi tất cả đều do tôi tiếp nhận. À, tôi hiểu rồi. Sau này cậu chính là bác sĩ điều trị cho tôi. Đúng vậy. Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của ông. Nếu như ông có thời gian mời tới bệnh viện, tôi sẽ giải thích rõ cho ông hiểu. Thôi được rồi. Cảm ơn anh. Không có gì, tôi đi trước. Người quen à? Nhìn lộn thôi. Chức vụ thấp như vậy, không biết có giỏi thật không? Tôi biết làm gì rồi, thưa ông Phương. Trước giờ chỉ có người ta đợi anh thôi, anh không bao giờ đợi người ta. Em nghĩ thằng nhóc đó dở trò gì đi. Có lẽ người ta đang làm việc. Em ra ngoài hỏi y tá nha. Tới rồi. À, xin lỗi ông Phương, bệnh viện của tôi tự nhiên có chút chuyện cho nên tôi tới trễ. Nếu như tự nhiên tôi có chút chuyện thì sao đây? Xin lỗi, chồng tôi rất thích nói giỡn. Chúng ta có thể bắt đầu. Được, mời ngồi. Kết quả kiểm tra của chồng tôi thế nào? Đừng trách tôi nói thẳng, tình trạng suy tim của ông Phương chồng bà càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu giỡn với tôi đó hả? Tôi cảm thấy rất là bình thường. Chủ nhật tôi còn phải tham gia cuộc thi đua xe đạp từ thiện. Kết quả xét nghiệm không biết gạt người đâu. Chỉ số IS của ông chỉ có 35%. Tôi nghĩ bây giờ ông đi chưa hết hai con đường thì đã khó thở rồi. Chân của ông bị phù thủng, bởi vì trong phổi ông đang tích nước, buổi tối phải kê gối cao mới có thể ngủ được. Với tình hình bây giờ của ông, tôi là bác sĩ điều trị cho ông. Tôi tuyệt đối không ủng hộ ông có bất cứ sự vận động mạnh nào, cho nên tôi hy vọng ông được tham gia cuộc thi đó. Cậu có biết chữa bệnh hay không vậy? Trước đây bác sĩ Hách nói là tôi không sao mà. Cậu đừng có giả chuyên gia hù dọa tôi nói cậu nghe. Tôi đã điều tra lý lịch của cậu rồi. Cậu thi được 30 điểm, tuyển thẳng đại học, học y khoa ở Hồng Kông, tốt nghiệp ở hạng xuất sắc thì sao? Làm bác sĩ phải có kinh nghiệm lâm sàng. Cậu trị khỏi được bao nhiêu người, cậu gặp bao nhiêu bệnh nhân phức tạp rồi. Cậu đừng có nghĩ cậu viết mấy bài luận án thì coi mình là bác sĩ giỏi, hả nhóc con? Trước đây bác sĩ Hách không nói, chỉ lúc đó chưa có kết quả. Đừng có nói với tôi những cái điều này được không? Tôi không sao. Dạo này tôi không hề thấy đau tim nữa. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Mà sao? Chúng ta hãy đi tìm bác sĩ chuyên khoa khác đi. Xin lỗi bác sĩ Diêu. Bà Phương,
Bà cũng thấy rồi đó, lúc nãy ông Phương mới tức giận nói có vài câu đã khó thở rồi. Đây là lời cảnh báo. Bà là vợ của ông ấy, tôi hy vọng bà khuyên ông ấy đừng tham gia cuộc thi này. Nếu không thì tôi sợ ông ấy không thể hoàn thành cuộc thi được. Cảm ơn. Không có gì. Bác sĩ Dương. Dạ. Có thể giúp tôi một việc không? Cảm ơn bác đã tới tham gia. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, cười lên nha. Dạ. Cảm ơn bác. Cảm ơn. 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 Tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh. Dạ. Ông đại gia Phương tự lực này hình như hơi khoe khoang đó. Coi hoạt động từ thiện này giống như là show diễn của ổng vậy. Có sao đâu, người giàu có lấy tiền ra làm từ thiện là để quảng cáo cho họ thôi mà. Chào mọi người, tôi là Phương Tự Lực, chủ tịch của tập đoàn Lực Chí Cao, và tôi cũng chính là nhà tài trợ cho cuộc đua xe đạp từ thiện vì sức khỏe của cộng đồng lần này. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chà, sau này anh là bác sĩ điều trị của ông hả? Tuy là thời tiết hôm nay rất là nóng, nhưng mà mọi người cũng không giảm nhiệt tình. Đặc biệt là những chú bác lớn tuổi, họ không ngại đường xa tới đây cổ vũ cho chúng ta, khiến cho tôi vô cùng cảm động. Vì vậy cho dù bản thân tôi không khỏe ra sao đi nữa, tôi cũng quyết tâm tới đây cùng với mọi người tham gia cuộc thi này. Giống như câu khẩu hiệu tự lực cánh sinh của tôi muốn dùng hành động thực tế để đền đáp sự ủng hộ của các bác lớn tuổi dành cho tôi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Bà Phương, cảm ơn đã tới đây, bác sĩ Diêu. À, không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Cảm ơn. Bà Phương không muốn ông Phương đạp xe quá vất vả, nhưng không muốn làm cho ông ấy mất hứng. Mọi việc sắp xếp ra sao rồi? Yên tâm đi, tôi đã nhờ một số tay đua chạy sau mấy cản đường. Ông Phương chạy từ từ cũng sẽ thắng. Được. Bác sĩ Diêu, tình trạng chồng tôi sao rồi? Yên tâm đi bà Phương, tạm thời không sao đâu. Để cho cô thắng tôi còn mặt mũi gì nữa? Tim của ông Phương đập quá nhanh, kêu ấy chạy chậm lại. Ờ, ông xã, tim anh đập nhanh quá, anh chạy chậm lại đi. Không thể chậm được, anh nhất định phải thắng, anh phải thắng. Anh chạy chậm lại, nghe lời em đi mà. Ông xã, ông xã. Dạ, đuổi theo ông Phương. Cần cấp cứu.
Ông xã, ông xã. Ông xã. Bà xã, anh vẫn chưa chết hả? Lúc nãy bệnh anh tái phát, may là bác sĩ Dư kịp thời cứu anh đó. Bà Phương. Bác sĩ Dư. Lần này ông Phương có thể giữ được tính mạng coi như rất may. Tình hình của anh có nghiêm trọng lắm không? Ổn định lại rồi. Theo dõi thêm mấy ngày nữa. Hai ngày nữa sẽ có bác sĩ chuyên khoa tim tới đây theo dõi bệnh của ông ấy. Tại sao vậy? Đây là ý muốn của ông Phương mà. Tôi ra ngoài trước. Nè, cậu kia, có phải là cậu nói tôi không thể hoàn thành cuộc thi phải không? Tôi cũng không mong mình nói đúng. Cậu giỏi lắm. Tôi sẽ để cho cậu làm bác sĩ điều trị cho tôi.悲劇已停止，無用再傷心另一次。你我未有幸，一起笑聲言語，但這位跟你可以。